thưa quý thầy cô và các bạn có mặt cho buổi gặp ngày hôm nay thì em cũng không biết nói gì về cái món quà này của trung tâm mình vì em rất là bất ngờ. Và đến bây giờ thì em không cảm thấy hối tiếc gì về cái lựa chọn con đường này của em nữa. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc Amico cũng như là các anh chị phòng hồ sơ và các quý thầy cô giáo đã luôn quan tâm luôn động viên chúng em đạt được thành tích tốt nhất và đạt được nhiều thành công nhất trên cái con đường mà chúng em đã lựa chọn. Em cũng cảm ơn thầy Tài đã là thầy giáo cũng là người đầu tiên trong những ngày đầu em bắt đầu chữ học tiếng Nhật đã hướng dẫn em để